được lựa chọn tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 2024, sân vận động Điện Biên đang được tu sửa, nâng cấp một số hạng mục với tổng kinh phí 14 tỷ đồng. Theo thông tin từ ban tổ chức lễ kỷ niệm, do sân vận động tỉnh Điện Biên được đầu tư xây dựng từ rất lâu, không bảo đảm quy mô, diện tích và các điều kiện cần thiết nên các xe thiết giáp cỡ lớn sẽ không tập kết tại sân vận động khi diễn ra lễ diễu binh. Ban quản lý di tích tỉnh Điện Biên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên chủ đầu tư dự án cho biết, dự án sửa chữa sân vận động tỉnh Điện Biên được đầu tư 14 tỷ đồng, gồm các hạng mục sửa lại mặt sân, sửa tường rào, nhà tập, khán đài A, vệ sinh ghế, nhà vận động viên. Đây là loại công trình dân dụng, nhóm C, công trình cấp 2 được triển khai sửa chữa từ tháng 10 năm 2023 và dự kiến hoàn thành trong tháng 4 2024. Đến thời điểm hiện tại, nhà thầu đã thi công cơ bản hoàn thiện, còn một số việc do thay đổi thiết kế để bảo đảm diễu binh. Diễu hành thì đang được khẩn trương thi công, dự kiến chục ngày nữa sẽ hoàn thành toàn bộ.